Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã đến đặt vòng hoa dân hương tại khu di tích đặc khu ủy Quảng Đà tại núi Hòn Tàu, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, nhân kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 và 55 năm thành lập đặc khu ủy Quảng Đà năm 1967 năm 2022. Tại bia di tích đặc khu ủy Quảng Đà, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường cùng tập thể Ban Thường vụ hai địa phương đã đặt vòng hoa dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Với vị trí chiến lược quan trọng, từ năm 1967, Hòn Tàu đã được đặt khu ủy Quảng Đà, chọn làm căn cứ cách mạng trong 8 năm cuối cuộc chiến chống Mỹ, từ năm 1967 đến năm 1975. Căn cứ Hòn Tàu đã trở thành nơi thử thách về ý chí, lòng trung thành, tinh thần dũng cảm, niềm tin chiến thắng của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đặc khu Quảng Đà. Dưới sự lãnh đạo của đặc khu ủy Quảng Đà, quân và dân Quảng Đà đã vượt qua khó khăn thử thách, góp phần thay đổi cục diện trên chiến trường, tiến đến giải phóng Quảng Nam Đà Nẵng và góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Hòn Tàu đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh và trở thành địa chỉ đỏ truyền thống hào hùng của lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm trong thế kỷ 20 của quân và dân Quảng Nam Đà Nẵng. Di tích lịch sử văn hóa đặc khu ủy Quảng Đà, căn cứ Hòn Tàu đã được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia năm 2012. Tự hào với truyền thống cách mạng của quê hương anh hùng, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng nguyện tiếp tục phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần đoàn kết, hợp tác đưa tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng phát triển lên tầm cao mới. Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã trồng cây lưu niệm tại bia di tích. Thành phố Đà Nẵng cũng đã trao 50 suất quà với tổng trị giá 100 triệu đồng cho các gia đình chính sách tại xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.